nhiếp ảnh gia liều mạng xả thân vì nghệ thuật và cái kết không ngờ. Người đàn ông trong đoạn video được biết đến là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các khoảnh khắc kinh hoàng khiến người xem luôn phải trầm trồ. Tuy nhiên, anh đã chết đuối một cách thảm hại khi đang cố gắng chụp cận cảnh một xoáy nước tử thân. Đây là thước phim ghi lại những giây phút cuối cùng của nam nhiếp ảnh gia trong lúc tác nghiệp. Vòng xoáy này được xem là một trong những nơi ít ai dám lui tới vì sự nguy hiểm của nó. Thế nhưng người đàn ông đã mạo hiểm, nhảy hẳn xuống nước để ghi lại những hình ảnh chân thật nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa kịp đạt được mục đích, anh đã bị choáng ngợp vì lực hút của dòng nước. Nó nhanh chóng kéo anh vào tâm dòng xoáy. Người đàn ông bất ngờ tìm cách thoát khỏi cái hố tử thần. Thế nhưng nó ngày càng hút anh vào sâu hơn, nguy hiểm hơn cả. Nạn nhân được phát hiện mắc chứng khó đọc nên dù rất muốn kêu cứu, anh vẫn không thể thốt lên lời nào. Trong những giây phút tuyệt vọng, người đàn ông bất ngờ trở nên vô cùng hưởng thụ. Không những thế, nạn nhân còn kéo chiếc mũ đầu ngựa xuống và xuôi theo dòng nước. Cuối cùng, thợ chụp hình đã bị đuối nước và chìm dần xuống biển trước sự chứng kiến của người bạn đi cùng. Theo thông tin được chia sẻ từ người đồng hành, ông đã vô tình ghi lại được cảnh tượng này nhưng không thể nào cứu được anh ta và chỉ có thể đợi đến khi xác của nạn nhân nổi lên mặt nước. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nam nhiếp ảnh gia liều mình vì những bức hình như thế này. Anh đã từng suýt chết một lần khi đi lướt sóng để bắt khoảnh khắc và suýt đâm vào một bãi đá lớn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết vậy nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của Tin Việt Độc Lạ nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!